Cảm ơn Thiện Vũ và cảm ơn Kim Dung Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trị Đức Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trị Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm nguyên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Kim Nhung đã hoan hỷ thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thì cũng vừa phải lẽ để chúng con cung thỉnh Pháp Sư. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được thượng tọa phát thanh giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn ạ. Dạ, kỳ dân đạo tràng. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lớn mọc đằng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử vi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri vẹn toàn. Và trước khi con thỉnh thượng tọa pháp thanh lên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh văn trước ạ. Bài học hôm nay kinh tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên. Năm La Mã phẩm thiêu cháy. Bài 7, trồng rừng. Trồng rừng những ai ngày lẫn đêm công đức luôn tăng trưởng, trú pháp cụ túc giới. Kẻ nào sanh thiên giới, ai trồng vườn trồng rừng, ai dựng cây, ai dựng xây cầu cống, đào giếng cho nước uống, những ai cho nhà cửa, những vị ấy ngày đêm công đức luôn tăng trưởng, trú pháp cụ túc giới, những vị ấy sanh thiên. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn. Chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Như Quang đã cho bài học. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu ạ. Dạ, sa thủ lành thai, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá.
Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Dạ, kính chào quý tôn nữ và quý Phật tử. Dạ, trước khi vào thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chi thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn an, chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Thầy giá. Và cảm ơn cô Như Quang cũng như cô Nhật Quỳnh đã post bài và đọc cái phần chánh kinh. Và hồi nãy thì cô Nhật Quỳnh đọc, nhưng mà trong này đó thì nó có hai đoạn, quý vị phân biệt, tức là bốn câu đầu. Những ai ngày lẫn đêm công đức luôn tăng trưởng, trú pháp cụ túc giới, kẻ nào sanh thiên giới. Và thì cái đoạn đó là cái câu hỏi của cái vị chư thiên. Rồi cái đoạn sau đó thì mới là cái giải đáp của Đức Phật. Ai trồng rừng, ai trồng vườn, trồng rừng, ai dựng xây cầu cống, đào giếng cho nước uống. Những ai cho nhà cửa, những vị ấy ngày đêm công đức luôn tăng trưởng, trú pháp cụ túc giới, những vị ấy sanh thiên. Thì ở đây Đức Phật dạy cái gì? Ai trồng vườn, trồng rừng, ai dựng xây cầu cống, đào giếng cho nước uống, những ai cho nhà cửa đó, thì ở đây chúng ta hiểu như vậy. Đức Phật nói trồng vườn, trồng rừng, rồi xây cầu cống, đào giếng cho nước uống, cho nhà cửa. Thì ở đây đó, tức là những cái mà thiện sự chúng ta cần nên làm. Hiểu gì biết rằng trồng vườn, trồng rừng, xây cầu cống nè, cho nước uống nè, cho nhà cửa đó, thì đây là những cái thiện sự. Trồng vườn, trồng rừng ở đây đó, xây cầu cống là nó có những cái ẩn dụ. Tức là quý vị biết rằng khi mà một người muốn tạo một cái khu vườn thì sao? Thì chúng ta phải dọn hết sạch những cái cỏ dại. Rồi sao? Lựa chọn những cái giống tốt, rồi mình gieo trồng đó. Trồng rừng cũng vậy. Thì sao?
cái rừng mà bình thường á thì nó dày đặc, à, trong đó nó có những cái loại cây có lợi ích, nhưng mà có những cái cây nó cũng không có lợi ích. À, mà cái người mà muốn muốn trồng cái khu rừng đó thì sao, cũng vậy, cũng phải diệt hết những cái cây mà nó không có đem đến cái lợi ích gai gốc, à, nó đem đến cái điều tai hại, không sạch những cái cây đó đi, rồi chúng ta lựa chọn những cái cây, à, giống tốt đẹp, à, chúng ta đem trồng vô đó. À, thì ở đây là Đức Phật dạy chúng ta là phải, à, diệt trừ tất cả những cái ác bất thiện pháp đã có, à, rồi những ác bất thiện pháp nào sanh thì chúng ta kịp thời chúng ta diệt trừ nó, tức là đây là, à, bốn cái pháp, ừ, để, à, làm cho chúng ta tăng trưởng, à, những pháp nào, những thiện pháp nào chưa có, à, thì chúng ta phải gieo trồng, à, cho nó khởi lên ở trong tâm chúng ta. Rồi những pháp, những thiện pháp nào đã có mặt rồi đó thì phải dung bồi, à, thường xuyên, à, để cho nó mạnh mẽ lên. À, đây là cái gọi là tứ chánh căn. À, đó thì cái đó là cái ý nghĩa của cái việc mà trồng rừng, à, trồng vườn, trồng rừng đó, những cái mình muốn khu vườn mình nó được tốt đẹp á, thì sao, những cái cây nào tai hại cỏ ác, à, thì chúng ta phải dọn sạch, à, rồi dọn sạch rồi đó, không phải là mình có được cái khu vườn đẹp, thành ra dọn sạch cỏ dại cây cối, à, tai hại rồi đó thì sao, mình phải, à, lựa chọn những cái giống cây đem đến lợi ích, à, những cái loại bông hoa có hương thơm, à, rồi những cái giống cây mà nó đem đến nhiều cái lợi ích, à, thì chúng ta gieo trồng vô cái khu vườn đó, à, thì như vậy sẽ đem đến cái điều tốt đẹp. À, dựng xây cầu cống, ở đây là chúng ta dọn cái con đường đi, à, thì quý vị biết rằng nếu mà trên đường đi á, thì nó có nhiều cái chướng ngại, à, à, nếu mà trong đời sống chúng ta có khả năng, có điều kiện, à, thì chúng ta, à, dọn những cái con đường cho nó bằng phẳng, à, những cái gai gốc hầm hố chúng ta dọn sạch, chúng ta lấp cho nó được bằng phẳng. Rồi, có những đoạn là có mương rạch đó, thì, à, sao thì chúng ta, à, làm những cái cầu, à, hay là hoặc đặt những cái cống để nước nó thoát, à, nhưng mà đem đến cái sự lợi ích, à, thuận lợi cho những cái người mà đi ở trên cái con đường đó. Như vậy, à, chúng ta, à, tạo những cái phước lành, à, tạo những cái điều kiện tốt đẹp, à, nếu mà mình chưa có cái khả năng mà mình tu tập, à, mình có sự hỗ trợ, à, để người khác tu tập, mình hướng dẫn, mình chia sẻ, mình chỉ cái cách thức cho người khác mà tu, thì như vậy là cũng tốt đẹp. Ví dụ như cái người họ chưa hiểu biết về các cái thiện pháp, à, họ chưa hiểu biết về cái ngũ giới, à, mình có thể mình chia sẻ, mình hướng dẫn cho họ, à, để họ hiểu biết được cái lợi ích của cái vấn đề mà thực hành các cái thiện pháp, rồi cái lợi ích của sự thực hành, à, gìn giữ giới, à, nằm cái giới căn bản, à, thì như vậy đó là mình giúp cho cái người này đó
có sự hiểu biết để người ta thực hành. Tại vì nếu mà khi mà cái người mà phàm nhân mà họ không hiểu biết về các cái thiện pháp thì sao, họ làm những cái điều ác pháp không ạ? Cho nên đó là giống như họ đi trên cái con đường đó đầy những cái hầm hố chông gai, những cái trở ngại khó khăn, có thể đem đến những cái tai nạn trên cái đường đi. Thì bây giờ mình biết, mình chỉ cho những cái người đó họ tránh xa cái con đường tai hại đi, họ đi trên cái con đường tốt đẹp, đã được dọn sạch những cái nguy hiểm gốc gai rồi hầm hố, rồi đã có những cái cầu, những cái cống mà nó liền lạc trên cái con đường. Khi mà đi trên cái con đường đó thì nó sẽ không có cái sự tai hại. Thì khi mà chúng ta hướng dẫn, chia sẻ, chỉ giúp cho những người đó, và chúng ta làm những cái thiện sự, thì Đức Phật gọi là gì? Là chúng ta tạo dựng, dọn trong mình cái con đường đi về các cái cảnh giới tốt đẹp trong ngày vị lai. Đó là cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy là xây cầu cống. Rồi đào giếng cho nước uống, cho nhà cửa. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta đi ở trên cái con đường đi, những cái người mà lữ hành đi trên một cái con đoạn đường dài thì sao, thì chịu sự thiêu đốt bức bách của cái thời tiết nắng nôi. Mà nếu mà những cái người lữ hành này đó, trong cơn khát mà những cái người này mà có được thấy được những cái giếng nước, có nước uống, rồi có những cái nhà để tạm thời nghỉ ngơi, nghỉ ngơi lấy lại sức, thì như vậy thì những cái người này đó rất là hoan hỷ, vui mừng. Thì quý vị biết rằng cái thời trước đó, trên những cái con đường thiên lý, những con đường xa xôi, thì thường thường là người ta hay dựng những cái gọi là cái trạm, khách trạm. Thì trong cái khách trạm này đó, nó có những ngôi nhà nhỏ, trong đó thì nó có để những cái giường, cái chút để cho những người bộ hành có thể dừng nghỉ. Thì nó có những cái giếng nước đó. Thì hồi đó là đi bộ thôi, thì cứ khoảng độ chừng một hai dặm đường thì người ta sẽ làm những cái khách trạm này, để những cái người bộ hành hoặc là chư tăng, khi mà dân du đây đó, có điều kiện để mà nghỉ ngơi, có nước uống, thì như vậy đó thì sẽ đỡ bớt cái sự khổ sở của sự khát, đối khát, rồi mệt mỏi do đường xa, do sự nóng bức, nhiệt não của thời tiết đó. Cho nên mà khi mà chúng ta làm những cái thiện sự này đó, là cũng là những cái điều tốt đẹp. Chính vì chúng ta có nước uống để chống lại cái sự bức bách khổ sở của cái khác, rồi có cái chỗ mà cho mình trú nắng, trú mưa, thì như vậy cũng bớt cái phần tai hại. Cho nên là
đây là những cái thiện sự mà chúng ta có thể làm. Thì ở đây là gì? Chúng ta trong đời sống, chúng ta luôn luôn bị thiêu đốt bởi nhiệt não của phiền não, của lửa tham, lửa sân, lửa si. Rồi chúng ta chịu cái sự tai hại, bức bách của khổ trong đời sống. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu biết được Phật pháp, khi mà chúng ta được uống những giọt nước trong lành, những cái giọt nước mát mẻ để gì? Để diệt trừ cái sự nhiệt não. Đó thì cũng vậy, khi mà chúng ta tìm hiểu hiểu biết được Phật pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ tránh xa những cái ác bất thiện pháp. Chúng ta thực hành những cái thiện pháp, thì giống như là người ta nói sao, chúng ta uống được những cái giọt cam lồ, thế gì, để chúng ta được an vui mát mẻ trong thân tâm, để tránh xa cái sự bức bách và nhiệt não của các cái bất thiện. Rồi chúng ta khi mà chúng ta an trú và chúng ta hiểu biết Phật pháp, chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta có một cái nơi trú xứ, một nơi nương nhờ. Khi mà chúng ta quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, thì như vậy đó, chúng ta nương tựa cái bóng mát của nơi Tam Bảo, tự xây dựng cái hòn đảo để mà mình nương nhờ, thì giống như là chúng ta có được một cái trú xứ an ổn. Còn không á, thì chúng ta giống như cái người lữ hành đi trên cái con đường dài mà không có được những cái trạm dừng nghỉ, thì nó đem đến nhiều cái tai hại khổ đau. Giống như đi trên đường thì nó có biết bao nhiêu tai hại, thú dữ, rồi trộm cướp, rồi vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta có được một cái trú xứ che mưa đỡ nắng, có một nơi kín đáo để tránh các cái loài côn trùng cũng như thú dữ, hay là hoặc là tránh được những cái trộm cướp, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống an ổn. Những vị ấy ngày đêm công đức luôn tăng trưởng. Thì khi mà chúng ta thực hành các cái thiện pháp đó, thì chúng ta đem đến lợi ích cho những người khác, cũng như là chúng ta tạo những cái phước báo, chúng ta dung bồi các cái thiện pháp, nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh, tăng trưởng. Rồi nếu mà những cái vị này đó xuất gia trú pháp, an trú trong các cái pháp hành giới định tuệ, rồi cụ túc, tức là đầy đủ về giới, ví dụ như các cái vị tỳ kheo thì phải gìn giữ cái học giới mà Đức Phật đã chế định cho các cái vị xuất gia. Khi mà một cái vị mà xuất gia rồi đó, là an trú trong pháp, rồi gìn giữ cái giới của mình cho nó được trọn vẹn tốt đẹp, thì chắc chắn những vị ấy sẽ sanh thiên. Thì quý vị học trong pháp quốc kinh, quý vị thấy cũng có nhiều vị hàng cư sĩ tại gia, mặc dù là còn ở gia đình, nhưng mà đã có sự cố gắng, nỗ lực hộ pháp hộ tăng, như là ông Cấp Cô Độc nè, và Quy Sa Kha nè, đó là những cái vị mà đại thí chủ có điều kiện,
để mà xây dựng những cái tịnh thất, tịnh xá, chùa chiền, rồi xây dựng những cái pháp đường, những cái tăng xá, để làm cái nơi trú ngụ, cái pháp đường để Đức Phật có thể là giảng dạy giáo pháp đến chư tăng hoặc là hàng cư sĩ tại gia. Rồi có sự hộ độ bốn món vật dụng như vật như là vật thực, y phục, thuốc chữa bệnh, cốc liêu, thì như vậy đó. Những vị này sao khi mà họ tạo trữ rất nhiều những cái công đức đó thì họ đem đến cái lợi ích cho những người khác, những chúng sanh nhờ nghe Đức Phật giảng giải rồi có sự hiểu biết để tránh xa những cái điều bất thiện, thực hành theo những cái điều thiện, rồi bản thân những cái vị này đó cũng thực hành, cũng thực hành các cái thiện pháp, đó. Rồi vị này là người cư sĩ tại gia thì người ta gìn giữ gì, cái nền tảng nhất là năm giới, hoặc là bát quan trai giới. Đó. Khi mà mình gìn giữ trọn vẹn đầy đủ, cái cụ túc ở đây nó có nghĩa là trọn vẹn đầy đủ. Mình là người cư sĩ, khi mà mình gìn giữ đầy đủ năm giới, thì như vậy là mình giữ cái giới của hàng cư sĩ tại gia nó được tốt đẹp. Rồi trong những ngày giới như hôm nay, quý vị giữ bát quan trai giới, từ khi mặt trời mọc, nguyện mình giữ 8 giới, từ lúc mà mặt trời mọc cho đến sáng hôm sau. Tức là nếu mà mình nguyện là từ từ cái hừng đông sáng của ngày rằm, thì mình phải giữ 8 giới này nè, cho đến khi mà mặt trời mọc lại ngày hôm sau. Đó, thì hồi đó thì chưa có những cái công cụ để mà đo thời gian như giờ. Thành ra đó là một ngày đó thì Đức Phật dạy sao từ lúc mà mặt trời mọc, mà khi mà mình thấy rõ cái chỉ tay, hay là mình thấy rõ phân biệt được cái màu sắc của lá cây, lá cây xanh hay là những cái lá vàng, mình phân biệt rõ, thì kể từ lúc đó cho đến ngày hôm sau, khi mà mặt trời mọc trở lại đó, mình cũng thấy rõ chỉ tay, thấy rõ phân biệt được màu sắc của cái lá cây. Như vậy là một ngày. Hoặc là ban đêm thì người ta chia ra cạnh đầu, cạnh giữa, cạnh cuối. Chứ còn chưa có những cái dụng cụ để mà đo thời gian, đồng hồ hay là như bây giờ. Đó, thành ra một ngày nó là như vậy. Đó, nếu mà mình giữ trọn vẹn thì gọi là cụ túc mà cái giới. Còn nếu mà hàng xuất gia thì phải gìn giữ các cái học giới, 227 giới, tứ thành tịnh giới, trong luật mà Đức Phật đã chế định. Thì nếu mà chúng ta thực hành tốt đẹp, an trú trong pháp, rồi có nền tảng là cái giới được thanh tịnh tốt đẹp, thì như vậy đó, chắc chắn là chúng ta dọn mình cái con đường đi trong ngày vị lai, thì những vị ấy luôn luôn là đi đến nơi an ổn, những vị ấy sẽ tái sanh về những cõi trời là chư thiên, là phạm thiên, do cái sự nỗ lực tu tập của bản thân. Nếu mà tái sanh lên làm người thì những người có giới hạnh tốt đẹp ở trong những dòng tộc cao quý, có
tài sản, có địa vị. Đó. Thành ra đó, trong cái lời dạy của Đức Phật ở đây là đối với bản thân thì chúng ta phải gì nỗ lực học tập để có một cái kiến thức hiểu biết để chúng ta kịp thời diệt trừ tất cả những cái bất thiện mà nó sanh khởi trong nội tâm chúng ta. Rồi chúng ta phải dung ngồi làm cho các cái thiện pháp chưa có sẽ hiện khởi, những thiện pháp đã có thì sẽ được tăng trưởng mạnh mẽ. Rồi chúng ta phải luôn luôn sống an trú trong pháp, gìn giữ cái học giới của mình cho nó được đầy đủ tốt đẹp. Thì khi mà chúng ta gìn giữ trọn vẹn năm giới thì mình nói là tôi nguyện thọ trì ngũ giới, không? Chứ giờ mà nếu mà mình không gìn giữ, mình không gìn giữ đủ năm giới thì vậy rồi đâu phải là gọi là ngũ giới. Ví dụ như bây giờ nói thôi, giờ cái giới mà nói dối đó, trong ngày tôi phải bận rộn buôn bán, mà nếu bây giờ mà mình nói thiệt á thì nó mất cái lợi lộc. Bây giờ gìn giữ bốn giới thôi thì như vậy chứ phải là cụ túc trọn vẹn năm cái giới. Cho nên là khi mà chúng ta nguyện giữ những cái học giới nào mình phải giữ trọn vẹn, bây giờ điều kiện giữ năm giới là mình giữ cho được đầy đủ tốt đẹp, hoặc là mình có điều kiện mình giữ tám giới thì mình phải gìn giữ đầy đủ trọn vẹn tám giới. Bậc xuất gia thì phải gìn giữ đầy đủ các cái học giới của người xuất gia đó. Và những cái thiện sự nào đó mà Đức Phật đã chỉ dạy thì chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành, đem đến cái lợi ích cho chính bản thân. Trong cái kiếp sống hiện tại này thì chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành. Chính đây nó là những cái con đường để mà chúng ta đi đến những cái cảnh giới an ổn. Rồi chúng ta có cái chí nguyện là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực tu tập để đi đến nơi giải thoát, chứ không nên giải đãi dễ vui. Khi mà mình sanh làm đến những cái cõi an ổn, cõi chư thiên, cõi phạm thiên, sanh ra ở cõi người có địa vị, có quyền thế, có nhiều tài sản, rồi cái mình dễ vui, mình thích thú đắm trong cái đời sống vật chất của nhân giới thiên giới, mình quên đi cái bổn phận của mình, rồi sao mình lại tiếp tục trôi lăn trong cái tam giới này nữa. Cho nên á là những cái thiện sự này, chúng ta dọn những cái con đường đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, nhưng đây là những cái trạm, những cái khách trạm mình ghé vô mình nghỉ, mình nghỉ tạm thời để mình lấy sức để mình tiếp tục mình đi nữa, chứ không nên ghé vô cái khách trạm có giếng nước, có những cái chỗ nghỉ ngơi an ổn tốt đẹp rồi, mát mẻ rồi, mình ở đó mình hưởng thụ luôn, mình quên đi cái bổn phận của mình là còn phải đi tiếp, còn phải đi tiếp đến cái thành phố, đến cái kinh đô, thì như vậy thì chúng ta cái mục đích của chúng ta mới đạt đến, chúng ta phải đi đến cái sự an ổn tuyệt đối, chúng ta phải giải thoát ra khỏi tất cả những cái vòng quay trong tam giới này,
trong kiếp sanh tử luân hồi phải đạt đến niết bàn cao thượng, thì lúc đó Đức Phật mới gọi là gì? Gánh nặng đã đặt xuống, những việc cần làm đã làm xong, chứ không nên là ghé vô những cái khách trạm rồi chúng ta quên đi cái bổn phận của mình. Thành ra là chúng ta cứ lay quay ở tam giới này mà không có thoát ra khỏi cái khổ đau sinh tử luân hồi. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật ở trong những cái đoạn thứ bảy này đó, thì sư cũng xin chia sẻ với quý vị về cái lời dạy của Đức Phật để quý vị có thể hiểu biết, để chúng ta thực hành cho nó được tốt đẹp. Thì mấy hôm nay thì cũng bắt đầu chuẩn bị, và hôm nay thì sẽ chính thức cái mùa an cư ba tháng mùa mưa của tất cả chư tăng theo truyền thống Phật giáo Nam truyền. Thì hôm nay với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng có một cái mùa an cư tốt đẹp, nhiều sức khỏe, nhiều lợi lạc, an vui trọn vẹn ba tháng an cư mùa mưa. Và cũng chúc cho quý tu nữ cũng có sự nỗ lực thực hành, và quý Phật tử thì có điều kiện để tạo phước hộ độ chư tăng trong ba tháng cư mùa mưa, và quý vị cũng nỗ lực học tập thực hành như cái lời dạy của Đức Phật hôm nay, là chúng ta dọn cho mình cái con đường đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp trong ngày vị lai. Và kính cầu mong chư tùng đức pháp thể khai an, kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm được những cái kiến thức, những cái hiểu biết, nỗ lực thực hành trọn vẹn đầy đủ để chúng ta đi đến những cái nơi an vui, và hướng đến cái con đường giải thoát, chấm dứt khổ đau sanh tử luân hồi. Cầu mong tất cả quý vị sớm đạt được thành tựu những hạnh phúc tốt đẹp. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tùng đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái lời dạy Đức Phật trong cái đoạn thứ bảy này. Và bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy giải. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, và cũng như sư đã chiều phước cho chúng con trong mùa lễ an cư mùa hạ. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng kính chúc sư có một mùa an cư được an ổn, và nhất là sư có nhiều sức khỏe để sư vào đạo tràng với chúng con học và cho chúng con nghe được những bài pháp. Nam Mô Bổn Thầy giải. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh sư dùng tạm tách nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Nam Mô Bổn Thầy giải. Dạ, bây giờ thì như lời thượng tọa Pháp Thanh nói, con cung thỉnh đại đức Phật có lẽ do quý ngài dự lễ mùa ăn cư mùa mưa rất là mệt, nên sư giảng còn nhiều thời giờ. Và con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, con thấy ở chùa Phước Quang, và chia sẻ ngoài lề chút xíu bạch sư. Con thấy ở ngoài chùa Phước Quang tối rằm là ở ngoài chùa Phước Quang đốt nến để nhớ tưởng ngài Phật Pháp Bảo. Con thấy rất là hoan hỷ, và con
Xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh định Đức Pháp Trang có thể chia sẻ thêm một chút về ý nghĩa ngày rằm tháng 6 và ở chùa Phước Quang làm lễ không, bạch sư? Dạ, đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Có thể cầm mic được không, bạch sư? Dạ, cho thượng họ Pháp Thanh nghỉ ngơi một chút. Dạ, chúng con cũng muốn biết được cái buổi lễ ở ngoài chùa Phước Quang à. Dạ, bạch sư, sư có trước máy không? Chị cho con một tín hiệu ạ. Hai là sư treo y đây rồi, sư đi ngủ rồi. Chắc là sư đi ngủ rồi. Lý do là hồi tối là thức đốt đèn. Phải không bạch sư? Đạo tràng có đồng ý nhục quỳnh không? Nói xấu đại đức Pháp Trang để đại đức bực mình quá đưa tay lên không quý vị? Alo, alo, đạo tràng có ủng hộ nhục quỳnh không? Ủng hộ nhục quỳnh nói xấu đại đức Pháp Trang không? Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh nhục quỳnh không ạ? À? Chết rồi. Dạ, cảm ơn Như Quang và cảm ơn đạo tràng. Dạ, dạ, tưởng đâu là mình nói một mình nghe mất tiêu rồi nên đại đức Pháp Trang không nghe. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung tỉnh đại đức Pháp Trang. Sư đâu rồi? Sư có thể cho chúng con nghe được buổi lễ đốt đèn lúc tối này không? Và ý nghĩa như thế nào? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Kim Dũng. Dạ, để cho chúng con hiểu biết thêm về cái lễ đốt đèn rằm tháng 6, bạch sư. Rồi, vô giọng rồi, quý vị. Bảo đảm là sư ngủ mất tiêu rồi. Tại tối thức khuya quá mà. Dạ, thấy rất là hoan hỷ. Thành ra bữa nay vô rung trễ, vô rung rồi. Đi ngủ tiếp rồi. Nên không có thấy nhúc nhích gì hết. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị theo cái bài giảng của Thượng Tọa Pháp Thanh Kim Nhung nè. Bữa nay Kim Nhung giỏi quá, lễ bái, tam bảo, thọ trì quy giới nè. Kim Nhung rất là giỏi. Nên mời Kim Nhung theo bài pháp của sư. Kim Nhung chia sẻ hiểu như thế nào về bài phép pháp ngày hôm nay đi. Dạ, Kim Nhung ngang khỏi trời gì hết. Ở đây có Phật không à? Mời Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng ạ. Dạ, chị Nhật Quỳnh mời thành ra em phải lên ạ. Dạ, con thưa sư Pháp Thanh, qua cái bài giảng ngày hôm nay thì con thấy rất là nhiều lợi ích. Dạ, con nếu mà con đọc cái bài này á thì con chỉ hiểu theo nghĩa đời thường thôi, là mình cần mình đào, mình phải làm đường, mình phải đào giếng, mình phải trồng vườn, tức là những cái việc mà rất là đời thường, con cũng chỉ hiểu đơn giản thôi như vậy. Nhưng mà qua cái phân tích của sư á, trong bài này thì con thấy á, là Đức Phật không có đơn giản nói những chuyện mà chỉ đời thường như vậy, mà nó có những cái ẩn ý ở phía đằng sau. Tức là khi mình trồng vườn, trồng rừng thì mình cần phải dẹp cây cỏ, có nghĩa là mình cần phải tăng những thiện pháp từ nhỏ, là những khu vườn rồi đến khu rừng, rồi trong vườn cũng rừng thì có những cây cỏ dại thì mình phải dẹp những cây cỏ dại đó, có nghĩa là mình phải dẹp những bất thiện pháp trong nội tâm, rồi mình phải trồng hoa, tức là mình phải cần tăng thiện pháp hơn, rồi mình xây cầu cống, có nghĩa là mình không chỉ đơn giản là mình thấy cái chỗ đó nó có nước thì mình muốn băng qua thì mình phải xây cầu, mà nó còn ngầm ý là trên cái đường tu của mình á, thì cần phải có những con đường bằng phẳng, mình gặp những cái chỗ gập ghềnh thì mình phải san phẳng nó đi và mình phải bắc qua những cái chỗ khó khăn để mình đi tiếp. Rồi khi mà mình đào giếng cho nước uống, cho nhà cửa, có nghĩa là không chỉ đơn giản là người lữ hành trên cái đoạn đường mệt mỏi thì cần phải uống nước, cần phải nghỉ ngơi, mà mình
phải hiểu đó là những cái việc làm rất là hợp thời, mình phải tránh xa những ác bất thiện pháp, mình phải làm thiện pháp. Thì những cái việc làm như vậy là những người mà có công đức luôn được tăng trưởng, rồi mình phải tự xây, đó là những công việc mà để mình tự xây hòn đảo cho chính mình phải nương chính mình. Thì qua cái học này á, thì con thấy là mình cần phải học tập, mình phải học pháp, học pháp hành hơn nữa, để mình diệt những cái mình giảm trừ, chưa nói là diệt mà mình giảm trừ, mình hiểu, mình nhìn nhận ra những cái bất thiện ở trong nội tâm mình vun bồi những thiện pháp. Những cái nào mà có rồi thì mình phải tăng trưởng hơn, và những cái chưa có thì mình phải làm cho nó phát sanh, và mình phải cố gắng là an trú trong pháp, phải giữ giới, những cái giới mà mình nguyện hàng ngày như năm giới, tám giới thì mình cố gắng mình làm cho tốt. Thì như vậy thì là nó là ý nghĩa của cụ túc giới. Con cũng nghe cái cụ túc giới mà con cũng chưa hiểu lắm cái chữ cụ túc giới. Thì hôm nay thì sư giải con hiểu cụ túc giới có nghĩa là mình nguyện cái giới nào thì mình phải làm trọn cái giới đó. Thì như vậy là mình đã dọn cho mình cái con đường đến những cảnh giới tốt đẹp rồi, không phải chỉ đến như đó và rồi mình an tâm, mình lại phải nguyện tiếp để đi đến con đường cuối cùng là cái sự mà chấm dứt phiền não, giải thoát cho chính mình. Dạ, con hiểu bài nhiều hôm nay là như vậy. Và con cũng có một cái thắc mắc nho nhỏ như vậy ạ, là khi mà chưa hiểu cái bài học này thì khi mà có cái sự mà kêu gọi đóng góp làm đường rồi đào giếng vân vân, thì con cũng chỉ làm thì vì mình thấy cái điều đó là nó có ích lợi thì cho những người dân ở nơi đó, thì con có tham gia nhưng con không có hiểu sâu xa hơn. Còn bây giờ con hiểu hơn, thì nếu mà con làm như vậy thì hai cái việc làm, hai cái phước thiện lúc đầu con làm thì mình hiểu đơn giản vậy mình làm. Còn bây giờ nếu mà con hiểu sâu xa hơn thì khi mà có cái người mà kêu gọi mình làm, hoặc là mình khi mình phát tâm mình muốn làm cái điều đó, thì mình có cái tác ý là mình làm để cho mình có một cái cảnh giới, mình sẽ có những cái điều tốt đẹp trong cái con đường mình tu. Thì hai cái phước đó, phước lúc đầu mình chưa hiểu, mình chỉ làm theo đời thường, và cái phước thiện mà mình khi hiểu rồi mình tác ý để mình làm, thì nó có khác nhau hay là nó giống nhau á thưa sư? Dạ xin sư hoan hỷ giải thích giúp con ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ kính tri ân đạo tràng đã lắng nghe ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sầm Khai Giá. Về cái vấn đề mà các cái thiện pháp á, thì nó có những cái nghĩa lý. Thí dụ như hồi đó ngài cố đại trưởng lão hòa thượng Pháp Lạc thì ngài hay nói mình xây 100 cái trường học bằng xây một cái bệnh viện, rồi mình xây 100 cái bệnh viện bằng xây một cái chùa. Thì cái ý nghĩa đó này, ví dụ như bây giờ ở cái trường học thì người ta dạy những cái môn mà kiến thức của thế gian, thì kiến thức này đó nó đem đến cái sự hiểu biết. Nhưng mà cái hiểu biết của chúng sanh á, nó có hai loại. Những người đem cái kiến thức hiểu biết này đó áp dụng vào cái điều thiện lành thì nó sẽ có cái sự tốt đẹp, an ổn cho bản thân người đó và cho xã hội. Nhưng mà có những người đó, họ đem cái kiến thức hiểu biết này đó họ áp dụng vào những cái điều mà không tốt đẹp, không? Thì sẽ đem đến cái tai hại khổ đau cho bản thân họ và những chúng sanh khác. Cho nên á, là cái vấn đề mà mình xây xây cái trường học á thì nó cũng lợi ích á, nhưng mà bên cạnh đó
họ cũng có tạo những cái bất thiện nha. Đó, thì quý vị thấy rằng trong đời sống phải không, có những cái vị bác học họ chế ra những cái thuốc men, những cái điều kiện để mà trị bệnh cho những người bệnh nhân, nó đỡ đi cái những cái tổn hại khổ đau. Nhưng mà có những cái nhà bác học họ chế ra những cái bom nguyên tử, rồi những cái vũ khí để mà tàn hại chúng sanh rất là kinh khủng, đúng không? Tại vì đây cũng cái kiến thức học tập, nhưng mà nếu mà mình không có biết, không có hiểu biết thì mình áp dụng cái kiến thức học tập của mình vô những cái điều bất thiện thì nó đem đến cái tai hại. Rồi khi mà mình xây cái bệnh viện để mình giúp đỡ cho những cái người họ bị bệnh tật, họ đến họ để trị bệnh nhưng mà cái trị bệnh của những cái vị thầy thuốc bác sĩ là chỉ trị bệnh về thân thôi, giúp giảm thiểu khổ đau ở trên thân chứ còn nó là về cái tâm thì nó không có giải quyết được. Mặc dù những cái bệnh viện gọi là bệnh viện tâm thần, nhưng mà cái những cái bệnh nhân mà bị khủng hoảng về cái tâm lý, thật sự ra mấy ông bác sĩ nó cũng nói chuyện rồi này kia nọ, nhưng mà không có giúp họ được an ổn về cái tinh thần. Cho nên á, là khi mà chúng ta làm những cái việc lành á, chúng ta kiến tạo những cái pháp đường, những cái tịnh thất, tịnh xá, trù trì để mà những cái người mà có cái tâm hướng đến con đường chân chánh có thể đến để có điều kiện, có cái nơi, có chỗ an ổn để mà nghe Phật pháp. Chính cái điều này đó nói rằng nó sửa đổi cái con người từ những cái người phàm phu không có sự hiểu biết, chìm đắm trong những cái bất thiện pháp, thì khi mà có cái nơi đó để người ta hiểu biết Phật pháp, từ cái người phàm phu trở thành cái người phàm phu nhưng mà có giới, có kiến thức, có sự hiểu biết, đem đến cái lợi ích tốt đẹp, những người này sẽ tránh xa tất cả những cái ác bất thiện pháp và thực hành những cái thiện pháp. Rồi sao? Những người này sau khi mà hiểu biết được như vậy đó thì sẽ làm lắng dịu đi những cái phiền não tham muốn ở trong nội tâm. Đó, cho nên á cái lợi ích tốt đẹp là ở đây. Rồi sao? Những người này sẽ cố gắng nỗ lực thực hành để đạt đến những cái thánh đạo, thánh quả, từ thánh hữu học cho đến thánh lậu tận, chấm dứt giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên á, khi mà chúng ta xây dựng những cái pháp đường, những cái tịnh thất tịnh xá đó, đó là chúng ta tạo những cái phước báo rất là lớn để chúng sanh khác có hiểu biết Phật pháp để giải thoát, thấy không? Đó. Còn tất cả những cái vật chất ở thế gian, trường học hay bệnh viện rồi đó, thì nó cũng đem đến lợi ích đó. Nhưng những cái lợi ích này đó, nó còn trong thế gian nó còn có thiện mà bất thiện. Còn khi mà chúng ta giúp tạo điều kiện những người mà hiểu biết được chánh pháp, có khởi lên cái chánh tính để nỗ lực thực hành đi trên cái con đường bát chánh đạo, đi trên cái con đường giới định tuệ, thì như vậy đó, cái lợi ích cao thượng nhất cho những chúng sanh đó. Cho nên
cũng là làm phước. Nhưng mà nếu mà hằng ngày quý vị thấy là bây giờ người ta không có đào giếng, nhưng mà ta có những cái bình nước lọc, ta để trước trước nhà hay là bên những cái gốc cây, để chi? Để những cái người mà hành nghề là đạp xích lô, buôn bán hàng rong, những người mà đi đường, có người tiền đi xe buýt, có tiền đi không đâu, nhưng mà có những người họ đi bộ, không? Đi bộ rồi sao? Những cái gia đình người ta muốn tạo phước đó, ta đặt những cái bình nước lọc, thì những cái người này có thể là uống nước đó để mà giải cái sự bức bách nhiệt não của cơn khát. Nhưng mà nếu mà những người này mà đang phiền muộn, đang khổ đau, buồn rầu, uất ức, khóc than gì đó, khi mà chúng ta đến, chúng ta hiểu biết đó, chúng ta chia sẻ, chỉ dẫn cho người này có sự hiểu biết để mà bớt đi những cái phiền muộn khổ đau, những cái sự bức bách nhiệt não ở trong trong nội tâm, thì cái nước đó nó chỉ làm cho cái người này đỡ khát mà. Đỡ khát, nhưng mà một hồi nó cũng khát trở lại. Còn cái khổ đau, cái dằn xé trong cái nội tâm đó, nếu mà mình không có giải quyết được đó, thì sao? Cái khổ đau dằn xé này nó rất là tai hại, không chỉ là một kiếp sống, mà có những người mà thiếu hiểu sao họ tìm đến cái chết. Như vậy đó, họ tưởng rằng họ tìm đến cái chết đó để trốn chạy, để thoát khỏi cái sự khổ đau bức bách của phiền não trong kiếp sống hiện tại. Nhưng mà họ lún sâu vào những cái khổ đau càng nặng nề hơn ở trong những kiếp sống tương lai. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết Phật Pháp, thực hành Phật Pháp rồi, mà gặp những cái trường hợp đó, chúng ta có thể an ủi, chỉ dẫn, khuyên giải những cái người đó, đó để họ có sự hiểu biết, để họ tránh xa, đi vào những cái sự cùng quẩn, đi đến những cái kết quả không có được tốt đẹp. Mình giúp cho những người ta hiểu biết được như vậy để ta thoát ra, thì cái lợi ích nó cao hơn là mình cho người ta một cái ly nước uống, nha. Đó, cho nên cũng là cho nước, nhưng mà cái nước mà nó để giải khát cái thân thì nó không cao quý bằng cái nước mà để giải thoát được những cái khổ đau bức bách của phiền não ở trong nội tâm. Đó, cho nên cũng là đào giếng, nhưng mà mình đào giếng mà cho nước những cái người lữ hành trên cái đường nắng nôi thì nó không cao quý bằng chúng ta đem những cái giọt nước trong lành của pháp bảo để mà giúp đỡ cho những cái người lữ hành đang khổ đau trôi lăn trong cái con đường luân hồi sanh tử. Thì khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng giáo pháp, chỉ dẫn ra cho chúng sanh hiểu biết được có một cái con đường, có một cái con đường tốt đẹp an ổn, để chúng sanh đi trên cái con đường đó để đến nơi giải thoát, thì cái con đường đó nó rất là cao quý. Còn nếu mà chúng ta giúp cho họ có nước uống, có vật thực, nhưng mà cũng vẫn còn trong cái vòng quay sanh tử luân hồi, thì họ sẽ còn khổ đau rất là nhiều. Đó, cho nên
Ở đây chúng ta không phải nói là mình chỉ hướng về cái sự giải thoát không, mà tùy theo điều kiện. Với những người mà họ cần khát nước, họ cần giải quyết cái cơn khát đang khổ đau, đang bức bách, đang chịu sự khổ đau của thời tiết, của nóng bức, nếu mà mình giúp họ có được nước uống, có được chỗ trú khỏi những cái nóng bức của nắng thôi, thì cũng quý, không? Ví dụ như mà mình đang đi trên cái con đường đó mà đêm tối rồi, mình có được một cái chỗ, một cái mái hiên nhà của ai đó mình trú được qua đêm, để mà mình mai sáng mai mình sẽ tiếp tục lên đường, thì dù là một ly nước, một cái chỗ ngã lưng, một cái nơi an ổn, thì chúng ta cũng đỡ đi cái sự nguy hiểm tai hại. Cho nên là mới nói là bố thí pháp là bố thí cao thượng là chỗ đó, đúng không? Đó, trong kinh thì Đức Phật mới nói vậy đó. Thành ra đó, chúng ta có điều kiện, chúng ta hiểu biết Phật pháp, mà nếu mà chúng ta chỉ dẫn cho những người khác đó, họ tránh xa những cái ác bất thiện pháp, thì cái điều đó là cái điều quý giá. Ví dụ như những người này đó, không biết học Phật pháp, họ hàng ngày họ đi bắt cá, bắt chim, họ buôn bán, họ đi đánh cá rồi ngoài sông và biển chẳng hạn, hoặc họ làm những cái nghề đồ tể, họ giết gà vịt để họ buôn bán nè. Đó, thì nếu mà mình biết, mình chỉ dẫn cho họ bây giờ á, kiếm những cái ngã nó tốt đẹp hơn để mình mưu sinh, chứ còn không nên hành những cái nghề mà ác bất thiện pháp này, có một cái nghề nghiệp tốt đẹp chánh đáng, chánh nghiệp, thì như vậy đó sẽ tránh xa những cái hậu quả tai hại trong những cái kiếp sống tương lai. Nếu mà những người đó, đó họ hiểu biết, họ chừa cải sửa đổi để đi trên những cái con đường tốt đẹp lợi ích, thì như vậy đó, nó sẽ cao quý hơn. Đó, thành ra đó mình chỉ dẫn cho họ thực hành những cái thiện pháp đó, họ sẽ thoát ra cái sự khổ đau của nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp. Còn nếu mà mình giúp đỡ cho họ có một ly nước, có một miếng cơm ăn, có một nơi trú xứ an ổn, thì chỉ nhiều lắm là ở trong cái kiếp sống này thôi. Nhưng mà có những kiếp sống tương lai họ sẽ còn khổ đau. Cho nên á, khi mà mình có điều kiện, mình có sự hiểu biết, chúng ta giúp đỡ những người kịp thời, trong lúc mà họ cùng quẫn, họ khổ đau, họ đang bị sự bức bách nhiệt não của phiền não, mà nếu mà chúng ta an ủi, khuyên lơn, rồi chúng ta chia sẻ giải thích để họ hiểu biết, để họ bớt được cái sự khổ đau, rồi có hiểu biết để mà thực hành, họ trở thành những người có tâm quy, thực hành ngũ giới, thì sẽ đem đến cái lợi ích nhiều nhiều kiếp sống. Đó, thành ra đó thì tùy theo điều kiện. Nhưng mà không phải nói thôi bây giờ là tôi giảng pháp thôi, còn họ khát nước thì họ tự kiếm uống cũng có. Nếu mà mình có điều kiện, mình giúp họ cái nước uống cũng đó. Cho nên cái bố thí nó cũng có nhiều tầng mức.
cái giúp đỡ nó cũng có nhiều cái tầng mức. Ví dụ như bây giờ những cái người đó họ đang khổ đau, mình giúp họ với cái tâm mà mình bố thí thôi, rồi cũng là bố thí nhưng mà mình giúp đỡ để mình tế độ họ, hả? Không? Khi mà họ đang khổ đau, họ đang bệnh tật, họ đang bị sự hành hạ dày dò của khổ thân, hay là hoặc là họ đang uất ức dày dò khổ đau của khổ tâm, nếu mà mình đến mình giúp đỡ họ bằng vật chất, thì họ tự nhiên họ sẽ có cái sự cảm mến mình. Mà khi mà họ cảm mến mình rồi đó thì có đôi lúc mình nói họ, họ sẽ nghe. Còn mà họ đang khổ đau mà bây giờ mình tới mình muốn giúp cho họ giảm thiểu được cái khổ đau trên thân ấy, mình nói họ đâu có nghe, thấy không? Đó, cho nên ấy, có những lúc mình hỗ trợ về vật chất để gì? Để cái người này họ lắng dịu những cái sự khổ đau đó ở trên thân ấy, thì họ sẽ lắng nghe mình nói đó. Thành ra đó, đối với những cái đối tượng là Đức Phật có cách tế độ khác nhau. Cái trường hợp này, cái trường hợp mà có một cái anh này ảnh chăn bò đó, rồi có một con bò nó lạc mất, ảnh phải đi tìm. Đi tìm cái con bò này mà từ sáng cho đến xế chiều thì mới gặp được con bò, mới dẫn về. Lúc đó thì lớp thì đói, lớp thì khát, đó ảnh mới không biết sao. Bây giờ là ảnh nói chắc trong 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 tịnh xá, trong chùa thì có nước uống, có cơm ăn, anh ta mới ghé vô. Nhưng mà đó anh này anh sẽ có duyên lành để mà chứng đắc thánh đạo. Nhưng mà bây giờ ảnh đang đói khát vậy nè, ảnh không thể nào mà lắng nghe được cái lời dạy của Đức Phật, không thể nào mà đạt đến cái thánh đạo thánh quả được. Cho nên á là Đức Phật biết mới nói với các cái vị tỳ kheo, coi những cái vật thực mà chư tăng mà dùng mà còn thừa đó thì còn cái gì không, đem đến cho cái anh này đó, uống nước, ăn miếng cơm, cho nó lắng dịu cái sự khổ đau ở trong thân. Lúc đó đó là các vị tỳ kheo mới đi tìm những cái tàn thịt còn dư đó, cho cái anh này ảnh dùng tạm, cho anh uống nước. Rồi khi mà cái sự khổ đau bức bách của thân nó được lắng dịu an tịnh rồi đó, thì lúc đó cái tâm của người ta mới sẵn sàng lắng nghe. Cho nên á là chúng ta có những lúc chúng ta phải biết khi mà mình giúp đỡ cho họ đó, để mà mục đích để mình tế độ họ, thấy không? Họ đang khổ đau, mình đem lại mình cho họ viên thuốc, cái thân họ nó đỡ bớt cái sự hành hạ của bệnh tật rồi đó, thì mình nói người ta mới nghe. Lúc đó mà họ khổ đau quá mà lợi mình chỉ dẫn họ bố thí trì giới tham thiền tu tiến rồi thính pháp rồi cái, họ không có chịu nghe đâu. Cho nên á là nó cũng tùy theo trường hợp, tùy theo cái mình biết được cái tâm tính của cái người này, mình sẽ từng bước để mình hướng dẫn, mình giúp đỡ họ, để họ bớt được cái khổ đau của thân, bớt sự khổ đau của tâm. Như vậy á thì mình sẽ giúp đỡ được cho họ để có được một cái hiểu biết về Phật pháp, lành hồi, gieo trồng những cái điều tốt đẹp trong những cái chúng sanh đó, thì sẽ giúp cho họ
thoát ra sự khổ đau của nhiều kiếp sống. Thì cũng xin giải đáp chia sẻ cái thắc mắc của cô Hồng Thị Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui và học tập, tu tập được nhiều tiến bộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Kim Nhung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, quý vị trong đạo tràng còn vị nào có thắc mắc, có chưa hiểu đoạn nào của Thượng Tọa Pháp Thanh giảng không? Dạ, có ý kiến gì không? Xin mời bàn tay quý vị ạ. Để Như Quỳnh kiếm. Không ai đưa tay, Như Quỳnh phải mời mới được. Xú Khá, anh Đúc Khá mới vô, Như Quỳnh tha nha. Mời Quỳnh Giang Nhất Hà. Quỳnh Giang Nhất Hà đâu rồi? Quỳnh ơi, Quỳnh đâu? Em ru rồi Quỳnh. Nhà đạo tràng có nghe được âm thanh Như Quỳnh không? Cho Như Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con kính nhân Quỳnh Tránh Sư. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thà Giá. Thì hôm nay á là cái ngày mà bắt đầu chư tăng an cư 3 tháng mùa mưa. Và trong cái ý nghĩa của ngày rằm này đó, nó cũng rất là quan trọng. Thì nhân tiện hồi nãy thì sư cũng nghe cô Nhật Quỳnh mời Đại Đức Pháp Trang, nhưng mà Đại Đức Pháp Trang bận không có lên mít được. Thì sẵn đây thì sư cũng xin giải thích với quý vị về cái ý nghĩa quan trọng của cái ngày rằm tháng 6. Cái ngày rằm tháng 6 thì nó cũng có rất là nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà nó có hai cái ý nghĩa hết sức là quan trọng mà chúng ta, cái người Phật tử chúng ta cần phải biết. Đó là cái ngày rằm tháng 6 đó là cái sự xuất hiện của Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì quý vị biết rằng cái ngày rằm tháng 4 đó là Bồ Tát chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đó đó là Phật Bảo xuất hiện ở thế gian nhưng mà Pháp Bảo và Tăng Bảo chưa có. Cho nên là khi mà Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết cái bài kinh Pháp Luân đến năm vị đạo sĩ Kiều Trần Như, thì khi mà Đức Phật đã nhận lời của Đại Phạm Thiên Xá Hàm Bá Tý đi đến Isipatana, vườn Lộc Giả, để mà thuyết pháp đó. Khi bắt đầu thuyết pháp thì lúc đó đó cái giáo pháp bắt đầu hiển lộ ở trên thế gian này. Cho nên ngày đó gọi là cái ngày mà Pháp Bảo xuất hiện ở thế gian. Rồi khi mà năm vị đạo sĩ Kỳ Vân Như lắng nghe và chứng đắc quả vị, thì lúc đó đó là Tăng Bảo xuất hiện ở thế gian. Cho nên đó là cái ý nghĩa chính yếu nhất của cái ngày rằm tháng 6 đó là vấn đề mà xuất hiện Pháp Bảo và Tăng Bảo thế gian. Và khi mà chư tăng lúc đó là có 6 vị A-la-hán xuất hiện ở thế gian, và Đức Phật và cũng như 5 vị này đó khởi đầu cho cái hạ đầu tiên, tức là cái an cư mùa mưa 3 tháng đầu tiên ở Isipatana.
đó là những cái ý nghĩa chính. Còn nó có những cái ý nghĩa như là Bồ Tát từ cõi trời giáng sanh vào lòng Phật mẫu, hay là Bồ Tát giáng phàm. Rồi cái nữa là ý nghĩa Bồ Tát đi xuất gia. Rồi rồi Đức Phật dùng song thông, Đức Phật về Ca Bí La Quá Thú, Ca Tỳ La Vệ, dùng song thông để mà nhiếp phục ngoại đạo. Rồi từ đó mà Đức Phật lên trời thuyết thời pháp, đến tế độ đến tiền thân của Hoàng hậu Ma Gia, là thuyết tạng di diệu pháp. Đây thì đó cũng là một cái ý nghĩa quan trọng. Và nhờ cái thời pháp này đó mà ngày nay chúng ta có sự hiểu biết về cái di diệu pháp. Thì nó có những cái ý nghĩa chính là như vậy, tức là cái ý chính nó là khi mà Đức Phật thuyết thời pháp là chuyển pháp luân, thì pháp bảo xuất hiện ở thế gian. Rồi năm vị Kiều Trần Như trở thành bậc thánh nhân. Ngài Kiều Trần Như là cái vị mà thánh nhân đầu tiên khi mà nghe được thời pháp. Và sau khi mà đắc quả thì chư tăng tăng bảo xuất hiện ở thế gian này tròn đủ ba ngôi tăng bảo: Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Và từ đó mà Đức Thế Tôn cũng như năm vị khởi đầu cái mùa an cư ở Isipatana, trải qua cái mùa hạ đầu tiên. Đó, thì đó là những cái ý chính. Rồi bên đó là nó cũng có nhiều cái ý nghĩa phụ mà như sư vừa kể, là Bồ Tát giáng phàm, Bồ Tát xuất gia, rồi Đức Phật thể hiện song thông để thuyết hạng di diệu pháp ở cõi trời. Đó, thì đó là những cái ý nghĩa của cái rằm tháng sáu, để chúng ta biết, để chúng ta hiểu thêm về cái ý nghĩa của cái rằm tháng sáu này. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị một vài cái ý nghĩa để quý vị có thể hiểu biết thêm. Và bây giờ thì xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy Giá. Sa thủ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã trở về các ngày rằm tháng 6. Con được biết thêm nhiều điều nữa là Bồ Tát giáng phàm, Bồ Tát xuất gia, Đức Phật thuyết di diệu pháp. Nhưng mà con thấy Kim Nhung chát lên cái câu này, bạch sư. Sư dùng nước đi bạch sư. Con thỉnh sư dùng nước rồi sư trả lời câu hỏi của Kim Nhung đó bạch sư. Vậy mà con hiểu ngài tăng bảo là rằm tháng giêng, con xin sư giải thích thêm cho con được hiểu thêm. Sư dùng nước, con kính nhân quýt đánh sư bạch sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Hà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Cô Kim Nhung hiểu cái đó là nó cái ngày mà gọi là đại hội thánh tăng, chứ không phải ngày tăng bảo. Trong
khi mà một vị chánh đẳng chánh giác còn hiện tiền á, thì có một lần đại hội thánh tăng trong cái ngày rằm tháng giêng đó, thì Đức Phật không thỉnh không mời mà một ngàn vị, một ngàn vị thánh A La Hán. Và cái điều đặc biệt là một ngàn vị này đều là những cái vị mà xuất gia bằng cách gọi là ê hí phích khú, tụ hội về ở Trúc Lâm để nghe cái bài mà giáo giới tóm tắt của Đức Phật. Đó, thì cái bài giáo giới là gì? Không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Thì đây là cái giáo giới tóm tắt của Đức Phật, mà đây là cái bài hết sức là quan trọng. Chư Phật trong quá khứ cũng như Đức Phật thời hiện tại và chư Phật trong ngày vị lai thì cũng chỉ dạy bao nhiêu đó mà thôi. Cái ý nghĩa của giáo pháp tóm tắt là như vậy đó. Và trong khi mà đại hội thánh tăng này bắt đầu, Đức Phật mới ban hành về cái giới luật cho chư tỳ khưu. Thì trước đó thì cũng có sự ngài Xá Lợi Phất có thỉnh Đức Thế Tôn chế định, nhưng mà trong cái thời gian mà tiền giác thời đó, tức là trong cái giai đoạn khoảng 10-15 năm đầu đó, thì các chư thánh tăng rất là đông, cho nên là các ngài giữ giới một cách tự động. Nhưng mà khoảng thời gian sau này, tức là trong cái thời gian mà tiền giác thời, hậu giác thời đó, trung giác thời đó, thì bắt đầu xuất hiện phàm tăng rất là nhiều. Cho nên những cái vị phàm tăng ấy, không có tự động tự nguyện giữ giới, thì lúc đó Đức Phật thấy cần phải chế định những cái học giới để ngăn ngừa những cái điều không tốt đẹp, những cái ác pháp sanh khởi, để làm tăng trưởng niềm tin cho những người chưa có niềm tin và phát triển niềm tin vững mạnh đối với những người có niềm tin, và để cho cái tăng đoàn có được sự tốt đẹp. Do đó mà Đức Phật đã chế định các cái học giới. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu cái ngày đại hội thánh tăng đó, là cái quan trọng của nó là như vậy đó. Đức Phật ban cái lời giáo giới tóm tắt, và từ đó Đức Phật ban hành cái Patimokkha, hay là cái 207 giới của chư tỳ khưu, để tất cả chư tỳ khưu đều phải gìn giữ các cái học giới này, chứ không phải là tăng bảo xuất hiện là khi mà năm vị Kiều Trần Như trở thành bậc thánh nhân đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật, và khi Đức Phật thuyết pháp là pháp bảo xuất hiện, rồi mấy vị này chứng đắc thì tăng bảo xuất hiện để giải đáp thắc mắc của cô Thị Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thủ đành thai, còn thấy Thích Kim Nhung đã tri ân sư rồi. Nam mô Bụt Thầy giá. Con cũng thành kính đảnh lễ tri ân sư đã giảng giải câu hỏi của Kim Nhung để
con hiểu thêm về bài học ngày hôm nay. Và Như Quỳnh thấy Quỳnh và Nhật Hà thấy sư đưa tay mừng quá xa thú liền. Rồi giờ Quỳnh Nhật Hà đâu rồi? Giờ trốn nữa rồi phải không? Trốn mất tiêu. Dạ, Nam Mô Bích Hà Giá và Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Dạ, kính mời quý vị có thể đưa bàn tay mình lên để có những cái gì chưa hiểu trong bài học ngày hôm nay cũng như về ngày rằm tháng 6. Thì kính mời bàn tay quý vị, bữa nay sư cho được hai đề tài luôn. Dạ, rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bích Hà Giá và kính mời đạo tràng. Dạ, không ai hỏi gì hết, con xin phép được hỏi à. Dạ, bà sư, lúc nãy con nghe sư giảng về những cái trường học, mình hùng xây trường học, hoặc mình xây trường học, hoặc mình làm điều nọ điều kia, cũng gọi là thiện pháp. Nhưng mà con nghĩ ra một điều, bạch bà sư. Thí dụ như con đi, dạ. Nói con đi cho nó dễ hiểu. Con nghe những ở đây có những nhà khoa học người Việt Nam của mình rất là giỏi, những nhà khoa học rất là giỏi mà phát minh ra rất là nhiều thứ, mà nhất là những cái loại vũ khí. Mà nếu mà con thì thấy người này quá giỏi rồi, họ phát minh ra nhiều cái bằng vũ khí rất là lợi hại, thì con thấy như vậy thì con sẽ nói ồ, người này giỏi quá, người này thế kia, thông minh này này kia, và con vui theo người ta. Như vậy có phải con đã tạo ác nghiệp không bạch sư? Ví dụ như giờ người ta phát minh ra những cái mà giúp cho người đời được an ổn, được này kia, thì mình vui theo thì mình làm thiện pháp. Nhưng đằng này mình vui theo, mặc dù đó cũng là, thí dụ giờ những ngoại bang đi, người ta có những loại vũ khí phá hủy cái nước Mỹ này, nhưng mà mình là người dân nước Mỹ thì mình phát minh ra những cái vũ khí mà mình có thể chống phá lại và còn mạnh mẽ hơn nữa, thì như vậy mà thì là giỏi rồi, rất là thông minh rồi. Nhưng mà nếu mà con mà vui theo cái những cái người đó, có phải con tan tạo ác pháp không bạch sư? Dạ, con kính nhân bích đến sư, sư chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì quý vị thấy rằng ở xã hội đó có những cái sự tiến bộ về khoa học, kỹ thuật hoặc là y học. Nhưng mà cái này đó, nó không phải là hoàn toàn nó đem đến cái an ổn tốt đẹp cho xã hội. À, mà có những cái đó, nó chỉ vì những cái lợi ích của một quốc gia, của một nhóm người mà nó gây khổ đau tổn thương cho những cái chúng sanh khác. Không, ví dụ quý vị thấy rằng hồi xưa đó chưa có những cái thuốc mà để trị, chưa có cái loại thuốc kháng sinh, thì những chúng sanh mà bị bệnh nặng, bị sự nhiễm trùng của các cái loại vi trùng virus đó, thì rất là khổ. Thì người ta chế ra được những cái loại thuốc kháng sinh để trị bệnh, thì nó giúp được là vượt qua những khổ đó. Không, hồi xưa đó cái ông Nobel ổng sáng chế ra cái ngòi nổ, cái cúc mìn. Cái mục đích của ổng là sáng chế ra cái này để mà gì, để mà khai khẩn đá rồi này kia nọ, các cái hầm mỏ. Nhưng mà sao người ta lấy cái phát minh của ổng
để người chế ra những đạn dược, những cái mìn rồi này kia nọ để mà phục vụ cho những cái chiến tranh. Sau đó thì ông ta hối hận quá, mình phát minh ra để mà mình phục vụ xã hội được tốt đẹp, nhưng mà bây giờ người ta lợi dụng cái phát minh này, người ta làm những cái điều không tốt đẹp, thấy không? Đó, thành ra ông ta hối hận, ông ta mới đặt đem cái tài sản để làm cái giải Nobel, để mà ai đóng góp cho cái an ổn về y học, về văn học, nhân dân, nhiều cái ấy để góp phần để làm cho cái thế giới, cái xã hội nó an ổn thì sẽ được cái giải này. Hả? Rồi người ta chế tạo ra cái xe, ta chế tạo ra máy móc, người ta chế tạo ra cái chiếc xe để mà nó chạy nhanh hơn, để vận chuyển đồ tốt hơn. Nhưng mà sao? Rồi người ta làm ra những chiếc xe bọc thép, bọc sắt. Rồi xong gắn trang bị lên đó là súng ống thế này thế khác, để mà đi gây những cái chiến tranh, tấn công đầu này và đó, thấy không? Chứ hồi đó cái người mà kỹ sư mà chế tạo ra chiếc xe đó, ông ta đâu có nghĩ là nó để mà phục vụ cho cái chiến tranh đâu. Rồi những người họ suy nghĩ họ chế tạo ra chiếc máy bay, để gì? Làm cái phương tiện, để di chuyển cho nó nhanh, nó lẹ, mà nó ấy hơn là cái chiếc xe nữa. Đó. Rồi từ cái chiếc máy bay thô sơ, bắt đầu cái họ chế tạo những cái chiếc máy bay là nó mạnh mẽ hơn, tốt hơn, đi xa hơn. Rồi sao? Cái bắt đầu cái ta trang bị lên đó là bom đạn, tên lửa, hỏa tiễn, để làm cái công cụ để phục vụ cho chiến tranh. Thấy không? Thành ra đó, ở trong xã hội nó là như vậy, nó có cả hai mặt. Một khi mà các khoa học kỹ thuật nó tiến bộ thì nó có cái mặt tốt, nhưng mà nó cũng có cái mặt xấu. Thấy không? Đó, bây giờ nè, internet nó phát triển nè, đó, có điều kiện, thần thông quảng đại, quý vị giới sư cách xa nhau nè, có khi là hàng vạn dặm, cả nửa vòng trái đất, nhưng mà có thể nói chuyện được, có thể nghe được, nhưng mà sao? Những cái kẻ nó cũng lợi dụng vào cái phương tiện này để chi? Để mà nó khủng bố, rồi nó chiếm đoạt những cái tài khoản tiền bạc đồ của người khác. Thành ra đó, cái gì á nó cũng có hai mặt, lợi và hại đó. Cho nên á pháp thế gian nó là vậy. Hả? Mà có thiện thì cũng sẽ có bất thiện. Ở chỗ nào mà có lợi lộc là ở đó có tranh giành. Luôn luôn là nó có hai mặt. Tôi nói cho giống như cái đồng tiền vậy đó, hay là cái huy chương vậy đó. Nó có cái mặt tốt, nhưng mà nó cũng có những cái mặt xấu. Đó, thành ra mình biết vậy. Trong đời sống, khi mà mình quan hỷ theo cái phát minh đó, thì sao? Mình cũng cái tâm mình cũng ô nhiễm. Cái tâm mình ô nhiễm. Còn nếu mà mình tham gia vô, mình tham gia vô để mình đem cái công sức mình để mình thể hiện được cái ý tưởng đó, thì sao? Thì mình cộng nghiệp với người ta. Còn nếu mà mình chỉ vui theo thôi, thì cái tâm mình nó ô nhiễm rồi. Đó, người ta nói sao?
Khi mà cái con bồ câu á, mà nó đi theo bầy quả, thì cái lông của con bồ câu nó còn trắng, nhưng mà cái trái tim của con bồ câu nó bị nhuốm đen nè, thấy không? Cho nên đó là chúng ta phải hiểu biết những cái điều này. Trong 38 điều hạnh phúc, Đức Phật dạy cái điều đầu tiên là gì? Không xu hướng theo kẻ dữ. Đó, cái đó hết sức là quan trọng đó. Đó, nếu mà chúng ta muốn hướng về cái con đường chân chánh, cái con đường thiện lành, là cái điều ngăn ngừa trước hết là không xu hướng theo kẻ dữ. Những cái pháp minh nào mà mặc dù nó đem đến lợi ích cho một quốc gia, cho một quốc độ, cho một nhóm người, cho một cộng đồng, nhưng mà nó gây sự tổn hại khổ đau cho những chúng sanh khác, là chúng ta đừng có vui theo. Khi mà chúng ta hoan hỷ vui theo là gì? Là mình xu hướng theo kẻ dữ. À đó, nên chúng phải biết như vậy. Và sao? Đừng có xu hướng rồi bắt đầu sao? Mình tham gia vô. À bây giờ mà mình thấy là nếu mà mình ấy thì cái làng mình, cái đất nước mình bị xâm hại, bây giờ mình cũng tham gia vô, mình sản xuất những cái vũ khí để mình bảo vệ đất nước mình, thấy không? Nhưng mà sao? Mình gây cho những người khác tổn hại khổ đau. Cho nên á, quý vị đừng có bị lừa gạt. À, chúng ta vì vô minh cho nên họ đem cái gì, những cái danh từ là tổ quốc, đồng bào, rồi chính nghĩa. À, quý vị thấy á, sự thật nếu mà anh là chính nghĩa thì anh đâu có đi giết chóc người ta, anh đi đâu có đi đem chiến tranh gây sự tai hại khổ đau. À, thấy không? Thành ra đó, không có cái cuộc chiến nào gọi là chánh nghĩa. À, cái gì nó cũng có cái lợi ích cho một nhóm người. À, quý vị nhớ rằng khi mà một đất nước họ khổ đau thì những cái người mà nổi lên thì đấy gì? À, chánh nghĩa, để nghĩa để chống lại là những cái lân quốc. Nhưng mà sao? Mấy ông vua này mà ông lên ngôi rồi đó thì sao? Mà ông lo ông dùng cái bản thân không không nào. À, xây dựng đền đài cung điện, rồi đặt ra những cái thuế má rồi kia nọ để phục vụ gì? Để phục vụ cho bản thân ổng, cho hoàng thân quốc thích quan lại. À, nhưng mà hồi đó đó thì là đưa ra những cái khẩu hiệu rất là hay. À, vì quốc gia dân tộc, vì chính nghĩa, để chiến đấu với ngoại bang thế này thế khác. À, nhưng mà sao? À, khi mà hưởng lợi thì chỉ có một nhóm người thôi. À, cho nên chúng ta phải hiểu biết, phải có trí tuệ để chúng ta đừng có bị lừa gạt, phỉnh lừa, quân sử, thần tử, thần bất tử, bất trung. Để gì? Để họ đưa mình ra chiến đấu, để chống lại thế này thế khác. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu biết, đừng có xu hướng theo những cái đó. Chúng ta phải có trí tuệ, có hiểu biết để thoát ra. Còn nếu mà chúng ta bị phỉnh lừa bởi những cái từ đất nước, quốc gia, dân tộc, chính nghĩa, chúng ta sẽ còn khổ đau, còn hy sinh vô ích. Thì nói thật ra đó, ai cũng vậy, ở trong đất nước thì mình cũng phải có cái bổn phận để mà mình giữ cái đất nước của mình. Nhưng mà đó,
chúng ta phải có trí tuệ, phải có hiểu biết, có sự sáng suốt phân biệt được những điều nào nên làm, những điều nào không nên làm, để chúng ta tránh xa những cái tai hại, chứ không nên vì vô minh phiền não mình đã khổ nhiều đời nhiều kiếp, mình đã bị những cái danh từ hư danh đó nó phỉnh gạt rồi. Bây giờ khi mà mình sáng suốt, mình có hiểu biết thì mình phải nhớ, mình tránh xa, đừng có như con thiêu thân mà thấy ánh sáng, thấy cái đèn rồi nhào vô, mình sẽ bị thiêu cháy, mình chết, thấy không? Do đó đó, chúng ta phải có sự hiểu biết, phải có trí tuệ, đối với công dân của một quốc gia, một dân tộc, thì chúng ta cũng phải có sự bảo vệ cái an ổn, bình an của mình, thấy không? Trong đất nước mà có sự an ổn, mình mới tu tập được, mới thực hành chánh pháp được, thấy không? Nhưng mà điều cái chúng ta phải biết những điều nào mình nên làm và những điều nào thì mình nên tránh, chứ không phải là mình cứ nghe rồi mình thực hành theo. Cho nên là quý vị phải hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật, không xu hướng theo kẻ dữ là vậy. Kẻ dữ ở đây là gì? Hai cái kẻ dữ, một cái kẻ dữ bên ngoài, nó kích động suối bẫy mình làm những cái điều không tốt, đem đến hại mình hại người. Và sao? Một cái kẻ dữ ở trong nội tâm chúng ta là những cái phiền não tham sân si, nó điều khiển, nó xúi dục mình thực hành những cái ác bất thiện pháp. Cho nên á, là dù là cái kẻ giữ ở bên ngoài hay là kẻ giữ ở trong nội tâm chúng ta, thì chúng ta cũng phải diệt trừ nó, thì chúng ta sẽ có sự an ổn. Chúng ta không nên là vui theo, xu hướng theo những cái bất thiện pháp, thì sẽ đem đến cái hậu quả tai hại khổ đau khôn lường. Thì chúng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, tu học được nhiều tiến bộ. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Sa thú con hành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã giảng giải câu hỏi của con, và con cũng kính tri ân sư đã giảng giải kỹ như thế nào để con không có phải tạo ác pháp. Và con kính tri ân sư rất là nhiều. Và con thấy cái điều này là bản thân con cũng thấy mình rất là dễ vui nếu mình không phân biệt được rõ ràng đâu là thiện pháp mà đâu là ác pháp. Và con nhàn mai mốt mà Bình Quang này cho Nhật Quỳnh, tặng Nhật Quỳnh hay bán Nhật Quỳnh gì đó, tiếng A Di Đà này nhà Bình Quang tặng cũng được, bán cũng được, sao cũng được hết. Nha Bình Quang cho xin cái tiếng này nha. Dạ, bán nhiều nói đi, Nhật Quỳnh mua. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ con một lần nữa tri ân sư. Nhà con cũng thấy cái vấn đề này con cũng rất là thắc mắc với sư. Thì thật sự những nhà khoa học người ta có những cái phát minh rất là hay. Nữa bỏ qua dùm đi Quang ơi. Dạ, có những cái phát minh rất là hay, phải nói là đầu óc người ta rất là thông minh, người ta mới làm được những cái việc như vậy. Nhưng mà cái suy nghĩ của con giống như nãy con hỏi sư đó, nếu mà mình thấy người ta hay quá mà mình vui theo thì mình giống như mình đang tạo ác pháp, mà con phân vân có phải hay không. Dạ, con tri ân sư rất là nhiều. Bây giờ Quang muốn nói gì thì đưa bàn tay lên. Mời Quỳnh Quang nha. Phạt cái tội vào trễ, đi học trễ quá, sắp hết giờ rồi. Mời Quang đưa bàn tay lên đi. Muốn nói gì thì đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh nhường mít. Quang ơi là Quang.
Alo, quang là sáng phải không? Nhưng mà nếu mà không đưa bằng tay là thành tối đó nghe. Ồ, vậy đó hả? Không, không đưa bằng tay được hả? Dạ, rồi thôi. Vậy là cho tối không cho sáng nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá và Đạo Tràng. Còn vị nào có câu hỏi không? Có điều gì thắc mắc trong cái bài giảng của sư không? Dạ, hoặc ngoài cái bài giảng của sư, quý vị nào có điều gì có thể hỏi thì sư cũng hoan hỷ giảng giải. Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá. Dạ, còn mười mấy phút mà. Đạo Tràng im ru rồi Bạch Sư. Con cầm mít con nói nhiều quá, vô lý. À, xà thủ bằng tài của Quỳnh Giang Nhất Hàng. Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Pháp Thanh, sư Thanh Tâm và quý sư cùng quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, để trở lại cái bài hôm nay đó, thì con thường hồi xưa nếu mà con nghe mấy ông bà thường hay nói là đừng có những cái việc mình không nên làm, như là nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá gì đó sư, là giống như là để ngăn cản mình không có nên làm những cái công việc mà phá rừng, lấp sông hồ, lấp giếng rồi vậy đó. Thì nó hơi gần với cái bài học hôm nay. Mà nếu mà những cái người mà người ta không có được nghe những cái bài pháp mà của quý sư giảng như vậy á, mà nếu mà người ta vẫn làm những cái công việc, chẳng hạn như bình thường người ta làm những cái công việc tốt, đi thiện nghiệp, người ta đi đắp cầu sửa lộ, rồi người ta có thể cũng giúp người nghèo đồ ăn nước uống, thì như vậy người ta có tạo được những cái nhân tốt và được cái phước báo gì không thưa sư? Hay là người ta phải hiểu, người ta phải tác ý như thế nào để những cái quả nó mới phát sanh cho trọn vẹn? Dạ con xin sư giảng rõ hơn cái điểm đó à. Dạ con tri ân sư. Nam mô Bụt Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì quý vị cũng nghe ở trong cái dân gian thường hay có những cái câu tục ngữ ra giao để khuyến hóa chúng ta làm những cái việc lành, những cái việc thiện, như cái câu của chú Giang Nhất Hà vừa nói đó, là nhất phá sân lâm, nhị đâm hà bá. Tại vì là khuyên chúng ta đừng có làm những cái ác bất thiện nghiệp. Phá sân lâm ở đây không phải là đốn cây không, mà săn thú đồ kia nọ nữa đó. Khi mà mình tàn hại, mình phá rừng rú rồi kia nọ đó, rồi nó đem đến cái tai hại là những con thú nó sống, nó nương nhờ vào khu rừng. Mà bây giờ mà phá rừng hết rồi thì chỗ đâu mà nó trú ngụ, nó quay lại nó phá mình đó. Thành ra đó, bây giờ có một số ở những cái nơi đó, bởi vì người ta cứ phá rừng khai thác để làm cái vườn tược, làm cái nơi mình trồng trọt, rồi những con thú, những con voi nó không còn chỗ để nó ở. Là sao? Nó vô những cái vườn tược, những cái rẫy nương đó, nó phá đó. Tại vì mình không thấy cái lỗi của mình, mình phá cái trú xứ của nó. Rồi bây giờ nó vô, nó phá đổ những cái rẫy nương bắp chuối rồi của người ta. Thấy không? Đó. Và sao? Nó đem đến cái tai hại. Mình chỉ nghĩ cái quyền lợi, cái sự sống của mình, mà mình không thấy cái quyền lợi, cái sự sống của chúng sanh khác. Đâm hà bá là cái ý nghĩa là những cái người mà đi xuống biển, xuống sông chài lưới bắt tôm bắt cá rồi đó. Đó, cũng vậy, mình chỉ biết về cái nguồn lợi
lợi cái sự sống của mình, mà mình không thấy được cái đoạt mạng gây khổ đau tổn hại cho các cái loài khác. À, thành ra đó, chính những cái nghề này là gì? Những cái bất thiện nghiệp. À, mà những cái bất thiện nghiệp này đó không bao giờ đem đến một cái đời sống an ổn. À, cho nên là sao? Những cái này á, có khi nó đem đến một chút lợi ích cái đời sống, nhưng mà nó gây cái tổn hại khổ đau lâu dài. Và những cái nghề nghiệp này đó không bao giờ đem đến những cái điều tốt đẹp. À, khi mà vô rừng, à, hồi đó sư cũng có thời làm bên khai thác gỗ, nhưng mà mình không có đi vô rừng. À, mình chỉ ở xưởng cưa thôi. À, ai đốn mà đem về, ai đem đốn về xong mình cưa mình xẻ ra, chứ còn mình có đi vô rừng thì những cái đứa bạn mà đi lên rừng để mà đốn gỗ thì đa phần đều vướng bệnh hết. Quý vị biết là cái thời đó thuốc men cũng có, khoảng năm 80s 90s đó, là 10 người mà đi lên rừng khai thác gỗ là về vướng sốt rét hết. À, từ sốt rét bình thường mà đến mà sốt rét ác tính. À, cho nên là có cái ông đó, ông này thì ông hợp đồng với xí nghiệp để ông đi lên rừng ông cưa đó. Quý vị biết là cả bốn cha con, à, ổng nè, rồi hai đứa con ruột, một người con rể nữa, à, đi lên rừng để khai thác. À, thì lãnh tiền rất là nhiều, nhưng mà sao? À, một đứa con ổng bị sốt rét ác tính chết. À, còn bản thân ổng rồi mấy người con nữa với người con rể cũng bị sốt rét đó. Thành ra khi mà ông ta mới nói sư câu lúc đó là ăn của rừng rưng rưng mà khóc đó. Thành ra đó, những cái nghề nghiệp này đó, mặc dù là nó có cái lợi ích đó, nhưng mà nó đem đến cái điều tai hại, cho nên mình phải tránh xa. Rồi cái câu nữa là gì? Giúp cho một người á, bằng xây bãi kiến chùa. Đó. Thí dụ như bây giờ cái người họ đang bệnh tật khổ đau đó, à, mà mình giúp họ thì cũng có cái sự lợi ích. Cái người họ đang uất ức buồn rầu, à, quẫn trí, à, mà nếu mà mình hướng dẫn, mình chỉ dạy cho họ để họ bớt cái sự khổ đau, bớt cái sự uất ức của cái nội tâm, à, để tránh đi, họ đi đến những cái đường cùng, à, thì bằng chúng ta xây mấy kiển chùa, à, chúng phải xây chùa là lợi ích không? Đành ý cái chùa để mà người ta hiểu biết Phật pháp á thì nó cao quý rồi đó. Nhưng mà khi mình giúp cho cái người đó, như hồi nãy thì cũng có nói đó, thoát ra được cái sự bức bách, à, khổ đau, à, đi đến những cái đoạn trừ cái mạng sống của mình, à, thì nó còn khổ đau còn rất là nhiều. À, cho nên đó là, à, người ta nói là gì đó, cứu một người bằng xây bãi cánh chuôi đó. Thành ra đó, trong đời sống với các cái thiện sự, mà nếu mà chúng ta có cái điều kiện để chúng ta làm được, à, giúp đỡ cho người khác, hoặc là, à, chia sẻ những cái hiểu biết, những cái lời an ủi động viên, à, giúp cho người ta hiểu biết được cái ý nghĩa của cái định luật, à, nhân quả nghiệp báo, à, định luật vô thường khổ vô ngã, à, để người ta thoát ra được cái sự khổ đau uất ức buồn rầu khóc than, à, thì nó cũng có đem đến cái lợi ích. À, thì tùy theo
tùy theo cái mức độ. À, đó, trong cái khi mà cái thời kỳ mà không có xuất hiện tam bảo ở thế gian, có một cái ông bá hộ đó, ông giàu có lắm, ở bốn cổng thành ông xây những cái phước xá, à, trong đó có tu sứ nè, có chỗ nghỉ ngơi nè, có nước uống nè, rồi hàng ngày đó là ông cho những cái người gia nhân đầy tớ của ông á nấu cơm, nấu cơm để giúp cho những cái người mà khổ sở neo đơn á, có vật thực, có chỗ trú ngụ, có nước uống rồi đó. Suốt 2000 năm, suốt 2000 năm ổng làm những cái thiện sự đó mà trong bốn cái cổng thành luôn á, đó thì nó cũng có đem đến cái lợi ích, mặc dù là ổng chưa có thọ trì tam quy ngũ giới, ổng chưa hiểu biết về Phật pháp hết, nhưng mà khi mà ổng khởi tâm ổng làm những cái thiện sự như thế, ổng cũng sanh lên cõi trời, cũng sanh đến chư thiên đó, cũng đem đến cái lợi ích đó. Thì bất cứ những cái điều kiện, những cái thiện sự nào mình cũng nên làm nè. Trong đời sống chúng ta tích cóp, ta nói gì, bòn phước, cái phước dù mà nó nhỏ hay chăng nữa đó, mình cũng làm chứ mình đừng có chê. Giúp đỡ cứu những con vật, những con kiến, những con mối, những con dế cái nó nhỏ quá mình cũng làm. Mình làm những cái đại sự, hùng phước xây chùa rồi cái nọ mình mới làm, học kinh học đồ rồi kia, chứ còn những cái phước nhỏ nhỏ mà không có, phước nhỏ cũng không bỏ. Nhưng mà những ác pháp dù nhỏ nhất mình cũng đừng làm, dù sát hại những cái chúng sanh nhỏ nhất như con kiến, con muỗi, mình cũng đừng làm. Đó, thì như vậy đó, chúng ta sẽ có sự ngăn ngừa, ngăn ngừa ghê sợ dù là những cái tội nhỏ, và chúng ta dung bồi cái phước, dù cái phước nhỏ nhất, mình cũng cố gắng mình làm, thì sẽ đạt được cái lợi ích tốt đẹp trong đời sống. Thì chắc thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối và sự xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khai ngang an vui trong 3 tháng an cư mùa mưa, và chúc quý tôn nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, là những cận sự nam cận sự nữ có niềm tin hướng về chánh pháp, là những người hộ pháp hộ tăng, tạo được nhiều phước báo trong đời sống hiện tại. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, tránh khỏi những khổ đau bệnh tật. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thú làm thai. Con xin thay mặt đại chúng đông rung thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, như cũng như trả lời những câu hỏi trong đạo tràng. Cũng con thành kính tri ân sư. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Uất tam ang ghe na văn đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tam ang buốt thể vô Hali tổ đô so bột thô khẩm mặt tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ nghĩa chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghe na văn đề hăng thầm mạnh cha đưa quy thân và răng.
Hầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua tâm an ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vi thốt tâm an. Sẵn khê vô khá đi tổ đô sơ sẵn khô khá ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh thượng tọa pháp thanh từ bi phước chúc cho đạo tràng chúng con được trần đủ phước báo. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ xin phút chút nhắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Ova tu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa bhuta nu bhavena sadan sothi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa dhamma nu bhavena sadan sothi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhanu sapa devata sapa sangha nu bhavena sadan sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quảng tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thai.